chào tất cả các bác đại tàu trên toàn Tổ quốc. Hôm nay là ngày 9/3/2024, công ty Dato chúng tôi đến bản Lào, máy chủ nước Sài Gòn, máy số 1 Sơn La. Có một điều rất đặc biệt của ngày hôm nay đó chính là chúng tôi đến Lào Sài Gòn và đến Sơn La. Đây là công tác và ta đang liên quan và hôm nay ngoài điện trực tuyến và sắp tới công ty Dato chúng tôi sẽ tập trung vào những giao hàng online để thuận tiện cho cả người mua và người bán. Online cũng là hình thức theo kiểu của cấp và Zalo sẽ triển khai trong thời gian tới, bởi vì những cái mặt tính nước của làm nhà công ty chuyên bên bán thì giảm chi phí cho chuyển còn khách hàng có thể mua được cái này cũng hơn như thế này giá tốt hơn dần không gian thu nhập và sử dụng sẽ được qua Zalo video thôi khách hàng. Tét máy đó. Máy số cột đang tét máy hôm đầu tiên đây. Đồng chí thợ mũi tinh phun đây. Zoom gần lại này. Buổi đầu tiên test máy tương đối thành công.